Trong cái đoạn video này thì chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị về một cái giải pháp đặc biệt cho cái kính của cái cửa đi. Có nghĩa là ở đây cái kính cho cái cánh cửa đi thay vì là một tấm kính chết suốt thì chúng tôi sử dụng là cái kính cường lực bằng lá sách. Có nghĩa là chúng ta có thể mở cái lá sách ra để lấy gió cho xuyên qua cửa mà không cần phải mở nguyên cánh cửa. Thì đây là một cái cửa mặt tiền tầng trệt bốn cánh, một bên ba cánh, một bên một cánh. Thì trong một số cái trường hợp để đảm bảo an ninh hàng ngày thì chúng ta có thể là mở cái lá sách ra để cho gió nó thông qua cái cửa đi vào, lưu thông vào trong nhà, mà cái cửa thì vẫn đóng kín, vẫn khóa, và như vậy nó đảm bảo an ninh cho cái căn nhà. Thì đó là cái giải pháp, thêm một cái giải pháp về kính cho cửa đi mà quý vị có thể sử dụng cho căn nhà của mình. Ở đây là kính cường lực và các cái phụ kiện thì đảm bảo rất là chắc chắn. Nó chắc tương đương hoặc là hơn một cái tấm kính suốt cũng cường lực. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm đến video này cũng như là quan tâm đến kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng. Bạn đang lo lắng trước tình trạng rau bẩn, rau kém chất lượng hiện nay? Bạn đang muốn tìm giải pháp trồng rau sạch tại nhà? Vậy thì hãy đến với giải pháp từ công ty Ăn Sạch Uống Sạch ngay hôm nay. Công ty Ăn Sạch Uống Sạch cung cấp trọn gói các dịch vụ từ tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công cho đến chăm sóc vườn rau trọn gói, đảm bảo cho quý khách hàng có đủ rau sạch sử dụng hàng ngày. Đến với chúng tôi, bạn sẽ không cần phải bận tâm lo nghĩ bởi các kỹ sư giàu kinh nghiệm cùng đội ngũ nhân viên đầy nhiệt huyết sẽ tư vấn và mang đến cho bạn những sản phẩm chất lượng, tiện ích, thẩm mỹ, dịch vụ bảo trì hậu mãi tận tình cùng hàng loạt ưu đãi bất ngờ dành cho những khách hàng đăng ký mới. Ăn Sạch Uống Sạch, kiến tạo khu vườn riêng cho gia đình của bạn. Truy cập ngay website ansachuongsach.vn hoặc liên hệ số điện thoại Zalo 0911 59 49 69 để được tư vấn tận tình.